ba lá cũng có bốn cái lỗ à, đúng không? Và ra phải nghe được cái âm trong bốn cái lỗ nó thổi qua như thế nào. Vì những người mà có vấn đề tim mạch thì có tiếng sẽ nghe được tiếng. Tập vậy đó mẹ, tức là nó không phải là tập. À, cái tiếng tim người ta gọi là tập. À, đó là tiếng bình thường. Còn những người có học hỏi đó nha, cứ nói phụt ở đâu đó vậy đó. Hả? Thậm chí có những học hỏi lớn đó, không nghe được tiếng tim luôn. Quý, khi mình nghe tim thì mình phải nghe bằng hai phần. Một là phần màng, hai là phần chuông. Muốn nghe phần chuông, quay lại để nghe. Phần màng á, là để nghe âm cao. Phần chuông là để nghe âm trầm thấp. Thành ra có những tiếng âm trầm thấp, mấy phần màng nghe á, nghe không có được. Kiểu như cái tiếng rù trong trương, tiếng rù trong trương đó. Nói vậy đó, là chỉ có phần chuông mới nghe được. Đó là ra, khi mình nghe xong phần màng rồi, mình sẽ quay lại phần chuông để mình nghe một lần nữa. Nghe cái này ha. Rồi đó là nghe, nghe tiền. Nhớ 5 chậu, 4 chậu ha. Rồi, mang liên sừng 2, cạnh đứt, phải. Mang liên sừng 2, cạnh đứt, trái. Vị trí mang liên sừng 3, 4, cạnh đứt trái. Và vị trí ở mỏng tim hay là đường trung đầu cá. Bây giờ tim á, mà mỏng tim một dấu hiệu nữa, trên lâm sàng người ta hay kiếm lên làm, đó là dấu hiệu hạt sơn. Hạt sơn, hạt sen cũng được, các cầu thêm tiếng Anh tiếng Pháp thì từ người học. Có người đọc hạt sơn, có người đọc hạt sen. Nhá, rồi, làm sao cần biết thì anh lấy nó vài cái như thế này nè. Bên trên này mình tính hai đọc hai chân to lên kiểu ha, giống như khắp bụng vậy đó. Rồi cái tay mình đặt ngay bụng mình vịn nó vài cái nè, giờ lòng bàn tay hướng vào phía bên trái của tim thế này, sau đó mình ấn nhẹ nhàng vào như thế này, ấn nhẹ nhàng vào yêu cầu em bạn này rồi không có làm được ha. Thì ấn nhẹ nhẹ em ấn sâu vào trong như thế này. Nha, ấn sâu vào trong như thế này. Thì nếu như cái thất phải mà nó to, cái đêm mà nó to, thất phải gì phải mà nó to, nó sẽ cầm vào trong cái ngón tay của mình. Thì đương nhiên người bình thường sao làm được. Em khẳng định là nếu như thất trái mà nó to á, thì nó to vào bên này. Mình sẽ lấy cái mỏm tự dịch chuyển từ đêm sự âm của con cái qua người ta trước cho thầy. Nhưng bây giờ nếu thất phải nó to thì nó sẽ to vào đây. À, thì lúc này mình sẽ để cái tay của mình nghe cái bụng đột quỵ nè. Ấn vô. Cái này phải làm ở tư thế nằm mới được. Và hai chân phải co lên. Được nha. Ấn vô thì mình sẽ thấy cái vẽ nó đọc của cái tay của mình. Được chưa? Đó là cách để mình coi cái bụng phải. Thì nó thì đó người ta gọi là dấu hiệu hạt sen. Nếu mình không thấy gì hết thì hạt sen âm tính. Được chưa? Nếu mình thấy có thì là hạt sen dương bình tĩnh. Được chưa? Nếu mình thấy có dấu hiệu tim to, mình ghi đó, mỏng tim, đường. Giả sử như vậy là đọc qua đường thách trước. Được chưa? Nó gian sự 6 đường thách trước thì mình hại như thế. Còn nếu không có thì đọc qua hành sự 5 đường trung đầu trái là người ta biết tim mình có to. Thấy như thế. Đó. Thấy ha, cái người bình thường cái bọc lực hai bên nó sẽ phồng ra. Tại sao? Thì cái phổi nó nở, đúng không? Phổi nó nở. Còn trong một số trường hợp sẽ ngực một bên nhé hả? Thì mình tưởng tượng thì cái phổi bên đó nó cũng sẽ bị xẹp. Em sẽ gặp những bệnh nhân bị gù và chú, tức là khi bị gù bị gì nè, thì một bên này người ta sẽ bị xẹp, một bên này người ta sẽ nở ra, tức là lòng ngực này không trồng đổi. Thế kiểu ha, đó là kinh nghiệm nhất. Con người bình thường thì mình sẽ cải tả lòng ngực cân đổi, đơn giản, đúng không? Rồi, ví dụ như người này có gù quẹo, mình mô tả gù quẹo, cần thiết xẹp một bên, mình mô tả xẹp một bên, được chưa? Rồi, hoặc một cái lòng ngực nữa, lòng ngực tức gà. Ít gà, nó hay ít cột gà không? Đó, nó nhậm ở đây vậy nè. Tức là thay vì chỗ này hai bên cơ phát triển ở giữa nó sẽ hơi hở chứ. Thì cái ngực của cái này thì ngược lại. Tức là thấy ra mà nó thành ít gà nhậm ra trước vậy nè. Đó là những cái trường hợp mà bị vấn đề về cơ sở khớp ảnh hưởng đến hầu họng.
những trường hợp đó chắc chắn nghe hô hấp người ta sẽ không phải sợ những người thường. Bây giờ đây này ha, di truyền không ạ? Không, bệnh đó là bệnh do người gọi là hồi xương đó, do thiếu canxi từ lúc khỏe trở lên luôn. Bây giờ ta sẽ gặp những trường hợp như thế. Nói chung lồng ngực một là lồng ngực tập đổi do hoặc lồng ngực hõm ức. Hỏng ức, hỏng, nghĩa là bạn của bạn này thôi bị hỏng nè. Có những người á, người ta còn hỏng sâu vô như thế này, biết chẳng tưởng tượng, tự nhiên chẻ cái ngực làm hai luôn. Còn ngực đó, cái tim tầm cái chính giữa cho này là men. Và nó sẽ không có định, do mình không mô tả lòng ngực. Còn lòng ngực ức gà là hai cái này nó đẩy ra trước như thế này. Giống như ức của con gà này đó, dạ. Rồi, một cái dạng biến dạng lòng ngực thứ ba rồi đó, đó là lòng ngực hình thùng. Hình thùng, biết cái thùng phi không? À, thùng phi thì em nhìn phía trước, phía sau, hai bên, nhìn ra sau. À, nó dung nhất hả? Nó đều với nhau. Nhưng lòng ngực của mình có đều không? Không. Cái đường kính ngang so với đường kính trước sau thì cái nào lớn hơn? Đường kính ngang lớn hơn. Còn người lòng ngực thành thùng là người có lòng ngực đường kính trước sau bằng với đường kính ngang luôn. Giống như thùng phi vậy đó. Thì lòng ngực nó gặp rất nhiều, đó là ở bệnh nhân bị COPD. Bị COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì nếu mà người quẹo thì gia dụng người ta ngồi thẳng đi nữa, cái vai này là COPD sẽ không có như này. Bây giờ có những cái tật tính táo đó em, người tính táo thấy rất là nó quẹo tích chính này đó. Nó kêu thương làm đúng không? Không thấy được, là khi người ta thẳng lên người ta tốt, thẳng đi nữa người ta còn về không xuyên, đó là một thì người ta gọi là trung thân. À, phía trước và phía sau luôn. Ra xem được bao nhiêu. Để hai tay lên đây, bỏ cái xương bỏ vai ra. Ở đây là hai cái xương bỏ vai, em làm không nghe gì hết. Được chưa? Em để tay lên lưng của bạn. Cứ làm đi ha. Đổ sửng hạt bên, đổ vào đây sau.
qua đây, có đây xong, qua đây, ở đây, qua đây, ở đây, qua đây, gõ hết tim xuống tới các sinh sụp thì hai được. Tại sao? Như này bình thường gõ phổi là gõ trong, gõ trong, còn một bất thường em gõ nó sẽ đục. Tức là càng cũng tương tự như thế thì mình bắt có khí thì nó sẽ mang, có dịch thì nó sẽ đục. Như vậy một bệnh nhân càng dịch màng phổi thì em Mm-hmm.